tăng ni sinh viên và các Phật tử cùng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ước mơ của chư tôn đức thời bấy giờ cho đến ngày nay đều muốn chúng ta có một cái cơ sở mà nội trú để cho tăng ni vừa học mà vừa tu. Trải qua hơn 30 năm, ước mơ đó hôm nay mới biến thành hiện thực. Học viện Phật giáo Việt Nam chúng ta khai giảng khóa 11 ở tại cơ sở mới này. Tất cả tăng và ni được sống ở trong tinh thần cộng trụ, ta gọi là nội trú, để vừa học mà vừa tu, ứng dụng giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống thực của người xuất gia. Kể từ ngày khánh thành giai đoạn 1, tôi rất là lo lắng, vì đây là một khu đất mới, một vùng chiến địa xưa kia. Cho nên chúng ta tới đây chắc chắn gặp rất nhiều cái khó khăn về mặt vật chất cũng như tinh thần. Nhưng nhờ sự kiên định của hội đồng điều hành của tăng ni khóa 11 chúng ta, mà từng bước chúng ta khắc phục và vượt qua. Cái thứ nhất là cái phần áp lực về tinh thần. Đây chúng ta coi như là cái phần quan trọng nhất ở trong đời sống tu của chúng ta. Nếu chúng ta bị cái áp lực về tinh thần mà ta gọi là ma lực, thì người mà tinh thần yếu đuối, bệnh hoạn chắc chắn không vượt qua được. Cái phần áp lực này là gì? Chúng ta sợ khó, sợ khổ, sợ bệnh tật, sợ ma chướng, sợ nhiều thứ. Cho nên từ cái chỗ áp lực tinh thần này mà nó ảnh hưởng qua đời sống vật chất của tu hành. Từ chỗ đó chúng ta nghĩ thêm là chúng ta sợ bệnh hoạn, chúng ta sợ khó khăn, chúng ta sợ thiếu thốn. Đa phần họ nghĩ rằng khi mà tập hợp một số lượng tăng ni lớn như thế này thì đời sống vật chất vô cùng khó khăn sẽ xảy đến. Cái việc thứ nhất, nhiều người ưu tư và góp ý với tôi về vấn đề nước sinh hoạt của tăng ni. Cho nên đây cũng là một cái điều mà mọi người lo ngại. Cho nên nếu mà nước sinh hoạt không bảo đảm thì đương nhiên bệnh tật sẽ phát sinh. Nhưng mà cái may mắn cho chúng ta là chúng ta vượt qua được. Vì cái khu đất này chưa có nguồn nước mà của chính phủ đưa tới, cho nên chúng ta phải sử dụng nước khoan, nước giếng, nước lọc. Đó là một cái việc mà khó khăn thứ nhất. Cái thứ hai là về đời sống vật chất mà cơm gạo của chúng ta cũng là vấn đề lo. Nhưng mà cái may mắn cho chúng ta đó là khi chúng ta lo thì lại có nhiều người họ lại quan tâm để mà giúp đỡ chúng ta vượt qua cái khó khăn này. Tức là có nhiều Phật tử hằng tâm hằng sáng, họ phát nguyện là cung cấp gạo cho tăng ni ở đây ít nhất là trong vòng 3 tháng, và có thể kéo dài đến 3 năm sau khi chúng ta tốt nghiệp ra trường. Cho nên đây là một cái việc mà khó chúng ta vượt được. Rồi kế đó nữa là gì? Là rau, củ, quả. Đây là một số người cũng đang lo lắng, vì nếu mà chúng ta không bảo đảm về chất lượng thực phẩm thì bệnh tật cũng có thể sinh ra. Thì may mắn cho chúng ta là cái tập đoàn Vingroup, họ đã hứa cung cấp rau quả sạch cho chúng ta một năm. Đương nhiên một năm rồi có thể kéo dài, nhưng mà tôi nói một năm thì tăng ni chúng ta có thể ổn định được, và từ đó chúng ta có thể lao động sản xuất ra những rau quả sạch để chúng ta tự cung cấp. Và đây cũng là một cái môn học cho chúng ta, để khi tốt nghiệp ra trường trở về địa phương, chúng ta có thể áp dụng vào ở những nơi mà có duyên chúng ta tới đó giáo hóa. Thì như vậy đó là đời sống vật chất của chúng ta tạm ổn định, đời sống tinh thần của chúng ta cũng đã ổn định. Cái phần còn lại là tăng ni nỗ lực tu hành làm sao mà chúng ta vượt lên được. Vượt lên được có nghĩa là từ một đời sống tầm thường biến mình trở thành ra phi thường, từ một con người phàm phu mà chuyển mình để bước sang một cái giai đoạn mới, ta gọi đó là hiền thánh. Nếu mà không làm được như vậy thì cái nợ của thí chủ Đàn Na chúng ta khó có thể trả được. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây là tôi mong tăng ni chúng ta nỗ lực vượt lên, xóa được tất cả những cái trần lao nghiệp chướng của mình, để trở thành một vị tăng thực sự đệ tử của Đức Phật. Một vị tăng thực sự, đúng nghĩa của nó là thân không bệnh hoạn và tâm không phiền não. Thân không bệnh hoạn, tâm không phiền não, cắt đứt trần lao và diệt trừ nghiệp chướng, thì như vậy chúng ta mới có thể thay cho Đức Phật mà làm lợi ích cho chúng sanh ở đời nay được. Cái việc đầu tiên là làm sao cho thân chúng ta không bệnh hoạn. Đây là cái việc mà Đức Phật đã có dạy chúng ta. Thân không bệnh hoạn có nghĩa là điều hòa thân nghiệp của chúng ta. Cái khi chúng ta tu hành, cái việc quan trọng nhất là điều hòa cái thân nghiệp. Nói đến thân nghiệp thì chúng ta phải nói thêm cả cái nghiệp quá khứ. Mặc dù chúng ta có một cái nhân duyên được đi xuất gia, được làm đệ tử Đức Phật, nhưng mà trong quá khứ chúng ta có phạm lỗi này, tội nọ, cho nên sanh trên cuộc đời này mang thân tứ đại vào, thì lúc bây giờ đó cái thân tứ đại này nó đã thể hiện được cái túc nghiệp của chúng ta ở trong những kiếp về xa xưa. Cho nên tất cả những bậc tiền nhân qua một cái tu hành, qua một cái chứng ngộ, các ngài đều nhìn thấy trở lại cái quá khứ của mình, những cái kiếp xa xưa trước của mình phạm phải những cái lỗi lầm. Cho nên lúc bây giờ nữa, các ngài mới thực lòng mà sám hối tội căn của mình. Cho nên sám hối tội căn đó là gì? Nếu đời nay chúng ta đi được xuất gia, nhưng mà thân chúng ta đau yếu, tâm chúng ta dễ buồn phiền, và thậm chí ta không bằng được chúng bạn. Phật tử thì nhìn thấy không phát tâm, thì chúng ta nghiệm lại theo kinh nghiệm người trước đã nói với ta, đây là nghiệp chướng trần lao của chúng ta đời trước đây. Cho nên tôi thường nói, có nhiều chùa không có chư tăng ở, nhưng mà có nhiều vị tăng không có chùa ở. Lý do tại sao vậy? Đây chúng ta thấy là cái túc nghiệp của chúng ta đây. Cho nên khi biết rồi đó, thì các ngài khuyên chúng ta nên sám hối. Vì vậy đó mà khi tôi được xuất gia làm tăng, tôi thường hay đau yếu. Cho nên cố Hòa thượng Thiện Hòa khuyên tôi nên lại hồng danh sám hối. Nên lại hồng danh sám hối. Ta nên nhờ lại hồng danh sám hối mà cái túc nghiệp của tôi nó tiêu dần. Và lúc bây giờ đó, sức khỏe chúng tôi đó, nó tốt lên được. Từ đó mới có thể tiến tu được. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân mà muốn chia sẻ cho tăng ni, những người thường hay ốm đau bệnh hoạn. Ta biết đây là túc nghiệp, cho nên bệnh này là bệnh nghiệp. Có những bạn đồng tu với tôi, tức là nghĩ là mình bệnh thường, không tin ở Đức Phật dạy, không tin ở nghiệp lực, cho nên cứ nghĩ rằng mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, mình thiếu cái nọ. Nhưng mà tôi thì tôi nói là mình thiếu phước, mình thiếu đức, mình thiếu hạnh, cho nên mới sanh ra những cái bệnh này. Cho nên lúc bây giờ thiếu hạnh, do đó lập hạnh sa môn. Thiếu đức thì siêng năng tu rèn cái đức hạnh của mình. Thiếu phước thì chúng ta cố tạo lên những cái phước. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta thực chất là nằm chỗ đó. Vì vậy đó mà có những người đã nghĩ rằng đó, tại vì mình thiếu chất này, thiếu chất kia, thiếu chất nọ, bây giờ kiếm bổ sung vô cho cơ thể này. Nhưng mà càng bổ sung thì bệnh tật càng sanh, cho đến tới cuối cùng đó, thì không còn bổ sung được nữa thì chết sớm hoặc là bỏ tu. Đây là cái kinh nghiệm tôi đã trải qua hơn 60 năm hành đạo. Tôi nhìn tôi thấy cái điều đó. Cho nên mình nhận ra được túc nghiệp. Lúc bây giờ đó, tu là cần phải xóa cái nghiệp này, xóa được cái nghiệp đời trước của mình, không tạo nên nghiệp mới, thì từng bước đó, chúng ta khắc phục được cái thân nghiệp đó. Ta nên khắc phục được cái thân nghiệp thì lúc bây giờ sao? Thân chúng ta không ốm đau, tức là không bệnh hoạn, không đòi hỏi. Đó là một cái căn bản nhất để mà chúng ta tiến tu. Khi mà khắc phục được cái phần này rồi, chúng ta đi xa thêm bước nữa đó. Chúng ta thực tập thiền quán. Cái thiền quán thì tôi khuyên tất cả tăng ni chúng ta nên cố gắng mà áp dụng cái thiền tứ niệm xứ trước. Cái thiền tứ niệm xứ rất là quan trọng để mà xóa đi cái nghiệp tâm của chúng ta, nghiệp đời trước. Tại vì là con người mang sẵn cái túc nghiệp, cho nên chúng ta kẹt vào trong tham, sân và si. Cái này rất nặng. Cho nên tham thì thường là chúng ta kẹt vào tham ăn và tham ngủ, rồi đó tham danh, tham lợi. Tệ hơn bước nữa, có người lại tham sắc. Đây là 5 cái việc mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở tăng ni chúng ta là người xuất gia. Cho nên cái người đi tu thực sự thì lúc bây giờ làm sao mà khắc phục được 5 thứ ham muốn này đó, thì chúng ta mới trở thành vị sa môn thực. Nếu còn kẹt vào trong 5 cái thứ này, hay là còn kẹt vào 1 ở trong 5 nữa, thì chúng ta không thể nào mà trở thành một vị sa môn thực sự, dầu chúng ta mặc áo tu đi. Cho nên khi mà khắc phục được cái lòng tham rồi, muốn biết là đã khắc phục hay chưa, thì khi đối cảnh chúng ta nhận ra. Tại nên đối cảnh chúng ta nhận ra được, xem coi chúng ta còn có ưa thích nữa không, có ham muốn không. Cái khi mà tôi mới tu cái hạ đầu tiên được vào trong chúng thì lúc bây giờ nữa, nhịn đói lâu ngày, cho nên cái tham ăn là cái này là khó tránh khỏi. Đây là kinh nghiệm bản thân. 4 người lên chung một mâm, mà cái thời đó đó khó khăn vô cùng. Thì lúc bây giờ đó, trên mâm chỉ có một miếng đậu hũ mà cắt làm 4 ra. May mắn làm sao nữa là vì có một thầy bệnh đi, mới vừa cử bát cúng dường xong đó, để xuống thì tôi cố làm cái động tác nhanh nhất là làm sao lấy được 2 miếng bỏ vào bát mình. 2 thầy còn lại nhìn tôi, cứ nhìn tôi thôi. Lúc bây giờ tôi mới nhớ tới Hòa thượng Thiện Hòa dạy. Hòa thượng Thiện Hòa lúc đó làm giám đốc, thành ra Hòa thượng dạy cái nào khắc phục được nên khắc phục. Từ đó tôi có cái hối hận và có cái xấu hổ. Thành ra có một cái hối hận và có một cái xấu hổ chỗ này, cho nên bữa sau lên quả đường, bây giờ nữa khẩu phần ăn 4 người 4 quả chuối. Tôi nói bữa nay tôi đau bụng tôi không ăn được, tôi hai huynh ăn giùm. Tại ra từ đó về sau tôi cứ hay khi nào tôi muốn ăn là tôi không ăn. Nhờ như vậy mà lần hồi cái tánh tham ăn này mất. Cái tánh tham ăn mất thì cái quả của diệt được cái tánh tham ăn này đó, nó lớn vô cùng. Tức là bây giờ mình không muốn ăn nữa, không cần ăn nữa, nhưng mà thức ăn của mình không bao giờ thiếu, có thể nói dư chứ không bao giờ thiếu. Cái này là kinh nghiệm tôi đã trải qua. Cho nên từ cái chỗ mà diệt được cái tánh tham ăn này nữa, cái phước báo nó sanh ra, thì bây giờ nữa lấy cái phước tạo nên phước để chúng ta trở thành phước điền tăng thực sự. Tại vì có phước thì tạo nên phước được. Cho nên vì tôi không muốn ăn, tôi không muốn tiêu tiền nữa, nhưng mà Phật tử cứ đem cúng thôi. Mà khi Phật tử đem cúng thì tôi làm gì? Lấy cái này nữa đem trồng vào phước điền. Trồng vào phước điền của Tam Bảo, tức là kết duyên lành với Tam Bảo, đóng góp cho Tam Bảo. Cho nên cái phước này nó theo đó mà nó tăng lên. Cho nên trên cái bước đường tu đó, riêng về tôi đó, tôi rất sợ người ta cúng dường. Tôi rất sợ cái này. Nhưng mà Phật tử cứ tìm tôi mà cúng hả? Đây một cái việc mà kinh nghiệm trong đời tu, cho nên em muốn chia sẻ với tất cả tăng ni chúng ta. Khi mình muốn người ta cúng cho mình thì người ta không cúng. Bây giờ mình sợ người ta cúng, nhưng mà đứng đâu họ cũng tìm tới họ cúng thì sao đấy. Cho nên bây giờ tôi mới nghĩ ra về cách khi mình được cái sự cúng dường này thì mình tìm cách mà tạo nên phước điền cho họ. Đó là một cái điều mà tôi đã thực hiện. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi khởi công xây dựng học viện này đó, thì tất cả Phật tử đem cúng dường cho tôi bao nhiêu tôi dồn vô cho vấn đề xây dựng. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi mới nói là có phước mới tạo nên phước được. Còn bây giờ nếu mà có nghiệp thì cứ nghiệp theo đây sanh ra thôi. Cho nên có phước thì người ta mới gọi là phước điền tăng, mà có nghiệp người ta gọi là nghiệp chướng tăng. Mà phước điền tăng thì đi tới đâu mang an vui hạnh phúc tới đó, nghiệp chướng tăng đi tới đâu thì làm khổ lụy tới chỗ đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta học Phật, tu Phật là chúng ta phải nhớ những cái điều. Từ cái chỗ tứ niệm xứ thuần rồi chúng ta không còn ham muốn, không còn buồn phiền, thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hành qua một cái tư chánh cần của chúng ta. Mặc dầu đây là cái pháp căn bản, nhiều thầy nghĩ rằng mình tu pháp đại thừa, cái này không cần, nhưng mà đối với tôi cái này rất là cần. Cho nên cái tứ chánh cần này để mình gạn lọc lại những cái hành động của mình, những cái chuyển biến ở trong nội tâm của mình, để mình biết mình đã đi vào cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật chưa, hay là mình còn ở trong thế giới phàm phu lục đạo này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nữa là cầu mong làm sao mà chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi này. Đó là cái mục tiêu của chúng ta phấn đấu để đi đâu. Tức là vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi, cái này là cái mục tiêu chính của chúng ta. Thì từ cái chỗ này đó, cho nên chúng ta mới cắt đứt cái nhân sanh tử luân hồi. Cái gì mà nó gắn với cái luân hồi sanh tử trong lục đạo này đó, thì cái này nhất định ta không tạo nữa, ta không làm nữa. Cho nên ở trên cái bước đường tu của tôi nữa, tôi thực tập đó, làm sao mà tôi ở trong cái xã hội loài người này mà tôi không bị loài người chi phối. Tôi ở trong sáu đường sanh tử này mà tôi không bị cái sự chi phối ở trong sáu đường sanh tử. Đây là mục tiêu tôi phấn đấu. Cho nên áp dụng cái tứ chánh cần của tôi trong trên bước đường tu là làm như thế. Có nghĩa là chúng ta có một cái đời sống độc lập thực sự, không bị xã hội chi phối, không bị lục đạo tứ sanh chi phối chúng ta nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nếu mà chúng ta còn kẹt ở trong lục đạo, chúng ta còn kẹt ở sông sanh tử, thì ta không thể thấy cái này được. Nhưng phải vượt lên trên mới nhìn thấy được nó. Ta thấy được cái gì? Cái suy nghĩ của chúng ta hàng ngày, cái cuộc sống chúng ta hàng ngày mà Đức Phật thường nhắc chúng ta. Đây gọi là chánh nghiệp chánh mạng này. Chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh ngữ và chánh tư duy. Trong cái bát chánh đạo này nữa là cái đời sống lý tưởng của người tu. Thì cái đời sống lý tưởng của người tu, người xuất gia này nữa, dầu chúng ta tu theo Đại Thừa hay chúng ta tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta không thể nào bỏ cái bát chánh đạo này mà có được. Cho nên cái khi giáo hội chúng ta thành lập, chúng ta lấy cái hoa sen 8 cánh này để tiêu biểu. Ta nói hoa sen 8 cánh màu trắng tiêu biểu cho sự trong sạch, có nghĩa là cái biểu tượng mà tăng ni chúng ta phải phấn đấu thực hiện cho được 8 cái điều này. Ta nói khi mà chúng ta thực hiện được 8 cái điều này rồi, thì dầu chúng ta tu Nguyên Thủy hay chúng ta tu Đại Thừa, tu bất cứ cái gì, thì chúng ta cũng không kẹt trong sanh tử luân hồi nữa. Đây là chúng ta hoàn thành được cái giai đoạn 1 của chúng ta trên bước đường tu. Cho nên tôi mong tăng ni chúng ta trong cái mùa an cư đầu tiên tại học viện, chúng ta cố gắng phấn đấu để làm gương cho những cái thế hệ đi theo sau chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Ngày xưa ở Phật đường Nam Việt, Hòa thượng Thiện Hòa nhắc nhở chúng tôi cái điều này. Quý thầy là những người đi trước, cố gắng làm sao để lớp đàn em sau này còn có điều kiện tu nữa. Nếu ta không cố gắng, ta không phấn đấu, ta không thành tựu được, thì cái lớp sau này chúng ta khổ sở vô cùng. Thế nên nói tới đây, tôi nhớ tới cái câu chuyện mà liên hệ với tôi. Năm 1965 tôi sang Nhật học. Thế nên trước khi sang Nhật, tôi tới chào cụ Mai Thọ Truyền. Thế nên tôi tới chào cụ Mai Thọ Truyền, thì cụ Mai Thọ Truyền mới nghĩ rằng tôi tới đây để nhờ cụ gì, tức là giúp đỡ tôi đi học. Đây là một cái điểm mà kinh nghiệm tôi. Thành ra cụ nói với tôi thế này: Nếu thầy ở nhà tu á, thì cần cái gì tôi không cúng hết á. Nhưng mà thầy đi Nhật á, thì nói thiệt với thầy một đồng tôi cũng không cúng nữa. Thế thầy nghĩ không? Nói sao vậy? Đây là điểm quan trọng. Cho nên á, nếu mình người đi trước mà làm hỏng á, thì người đi sau khó có thể tiến thân được. Thì tôi mới nhớ trở lại. Tại lúc bây giờ đó, Hòa thượng Quảng Minh, Hòa thượng Nguyễn Dung là hai vị mà sáng lập Phật đường Nam Việt của chúng ta. Thì lúc bây giờ đó hai vị này mới có một cái ý niệm, một vị đi Anh, một vị đi Nhật, để học cái văn minh Đông Tây Kim Cổ này mà đem về phục hưng cái Phật giáo. Cho nên tất cả các Phật tử thời bây giờ mới gom tiền lại giúp cho hai vị này, để một vị sang Nhật, vị sang Anh học. Thì Hòa thượng Quảng Minh đi sang Nhật học, tốt nghiệp xong rồi trở thành công chức của Nhật, không về nước nữa. Hòa thượng Quyền Dung đi sang Anh học, tốt nghiệp rồi làm, biết làm gì bên Anh không biết. Cho nên khi mà nói đi du học á, thì các vị này tự nhiên không muốn nữa, không muốn. Cho nên lúc đó tôi tự quyết tâm, tức là cố gắng học. Ta nên cố gắng học và trở về nước thực hiện cái mục tiêu mà thầy tổ chúng ta đã đề ra. Cho nên đây là cái quyết tâm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta có những cái trở ngại, có những cái thử thách, có những cái khó khăn. Chính cái đó là cái thước đo lòng người, đo cái ý chí chúng ta đó, nó giúp cho chúng ta đi lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây cũng là một cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni chúng ta. Tại vì tôi nghĩ ngay tới một chỗ đó, khi mà khó khăn, tại nên khi mà khó khăn thì phần nhiều người ta chùng bước. Nhưng mà cứ gặp khó khăn thì chùng bước, khó khăn thì chùng bước. Thì cái trường hợp này đó, Phật giáo chúng ta bắt đầu phải đi xuống thôi. Ta đã đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, mấy anh em thấy cái thời mà mình thuộc đường, đọc trở lại trong cái truyện ký của Ngài Nghĩa Tịnh đó, tôi mới thấy. Ta đã tôi đọc cái chỗ Ngài Nghĩa Tịnh tôi thấy là khi Ngài đi sang Ấn Độ cầu Pháp đó, thì trên đường đi đó, Ngài có ghé qua Việt Nam chúng ta. Và có sáu vị tăng Việt Nam cùng đi. Nhưng mà 6 người đi mà không có người trở về, phải không? Đây là Phật giáo chúng ta suy đồi và không phát triển được. Đây là sự thật. Cho nên người đi trước nếu mà thành công được thì người đi sau đó chắc chắn đi theo. Hôm qua tôi lên thăm cái Trường Hạ tỉnh Bình Dương, thành ra tôi mới nghe ở trên Bình Dương báo cáo lại Trường Hạ Bình Dương năm nay có 701 tăng ni an cư cấm túc. Tôi mới nhớ tới 300 năm về trước, tỉnh Bình Dương chưa có Phật giáo. Ngài Thành Nhạt mới lãnh sứ mệnh của Tổ Nguyên Thiều mà tới xây dựng thảo am ở trên núi Châu Thới tu. Đây là người tăng đầu tiên. Chỉ một người, một bác, một ca sa. Nhưng mà 300 năm sau đó lại có 701 vị tăng ni đây. Nhờ cái người đi trước. Cái người đi trước tu hành đắc đạo, cho nên người đi sau theo đây mà tới. Thì cũng vậy, ở đây là cái khóa đầu tiên ở tại học viện này. Các anh em nên khắc cốt ghi tâm điều này. Nếu ta thành công được thì những cái thế hệ kế tiếp theo sau có thể nương theo cái việc làm của chúng ta mà họ đi tới được. Còn nếu chúng ta thất bại thì cái trường hợp này coi như Phật giáo chúng ta bị khóa sổ. Tôi cầu mong cho tăng ni chúng ta nỗ lực phấn đấu vượt khó. Càng khó thì chúng ta càng phát tâm dũng mãnh hơn để vượt qua và đạt được cái mục tiêu của người xuất gia cầu thành Phật. Bữa nay là ngày 1 tháng 5, tức là cái ngày mà khởi đầu của cái mùa tụng Kinh Dược Sư. Cho nên quý vị biết cái chỗ Kinh Dược Sư thì có người bảo rằng Kinh Dược Sư hay là Kinh Đại Thừa, thì cái trường hợp này nó không phải của Phật, mà bây giờ đó chúng ta chỉ tu theo cái Tăng Nikaya mới thiệt là của Phật. Đây cũng là một cái quan niệm mà tôi nói là sai lầm và cố chấp. Ta nói từ Kinh Nguyên Thủy cho tới Kinh Đại Thừa, từ cái Nguyên Thủy mà đi tới Kim Cang Thừa, đây là cái quá trình phát triển của đạo Phật. Cái kinh nghiệm của những người đi trước đây, họ đã thấy được và họ đã áp dụng được, đạt được những kết quả. Cho nên một số các nước Đại Thừa phát triển được là nhờ cho. Vì vậy đó mà nếu khi áp dụng cái pháp tu của mình, bất cứ pháp môn nào thích hợp với con người mình, thì lúc bây giờ đó chắc chắn là theo pháp môn đó mà đi vào đạo. Cho nên bây giờ đó khi mà học đạo thì đương nhiên đó, tôi học từ Kinh A-hàm cho tới Kinh Pháp Hoa Niết Bàn, đương nhiên là tôi học hết. Nhưng mà tôi lại chọn cái Kinh Pháp Hoa, vì tôi thấy cái đây là cái bộ kinh mà thích hợp với tôi, có nhân duyên với tôi, cho nên tôi áp dụng nó mà tôi có kết quả. Mặc dầu chuyên tu về Kinh Pháp Hoa, nhưng mà đối với Phật giáo Nguyên Thủy tôi vẫn hành trì, đối với Kim Cang Thừa tôi vẫn áp dụng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các anh em trên bước đường tu đừng đứng lập trường này mà xem thường lập trường khác. Đây là cái điều không nên ở trong đạo chúng ta. Ngày nay đó thì Phật giáo chúng ta xóa được cái này. Cho nên giữa Phật giáo Kim Cương Thừa, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta hợp nhất lại thành một. Hợp nhất thành một, nhìn với nhau nữa như là bạn đồng tu, nhìn với nhau nữa như những người khám phá từng lĩnh vực, từng mảng mà của Phật giáo do Đức Phật để lại. Thế như vậy đó, thì cái khi mà chúng ta đọc Kinh Dược Sư, chúng ta tụng Kinh Dược Sư, thì bây giờ đó chúng ta nghĩ như thế nào đấy? Ta nên cái chuyện trước tiên là tôi nghĩ Kinh Dược Sư là do các nước Tiểu Thừa, các nước Đại Thừa đó người ta sử dụng và có kết quả. Cho nên lúc bây giờ có kết quả thì ta xem những cái kết quả đó, những cái thành quả đó mà ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Rồi lúc bây giờ đem cái này nó kết hợp trở lại Phật giáo Nguyên Thủy thì tôi vẫn thấy đồng nhau chứ không khác. Không phải hai cái này là hoàn toàn khác đâu. Cho nên khi thực tập giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới thấy tất cả nó đều là một thể thống nhất. Nhưng mà tùy theo trần lao, tùy theo nghiệp chướng, tùy theo hoàn cảnh của từng người khác nhau mà thấy khác nhau. Cho nên mỗi năm tôi đều dành ra 3 tháng tôi chuyên tụng Kinh Dược Sư, tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Tại tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9 thì cái này là cái truyền thống Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Nhật Bản họ làm. Nó ứng vào trong những cái mùa đó, cho nên họ sử dụng. Và họ sử dụng như vậy có kết quả lớn, cho nên tôi áp dụng trong đời sống tu của mình. Cho nên ngày nay là ngày 1 tháng 5, tức là đối với tôi nữa, bắt đầu từ ngày nay là suốt một tháng này nữa là tôi chuyên trì Kinh Dược Sư thôi. Đó là cái kinh nghiệm của tôi đó. Khi mà chúng ta tụng Kinh Dược Sư đó thì chúng ta đem Kinh Dược Sư ta đối chiếu trở lại với Kinh Nguyên Thủy. Ta lấy Đức Phật Dược Sư ta mới đối chiếu với Đức Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta mới thấy tất cả các Đức Phật đều giống nhau, phải không? Tất cả các Đức Phật đều giống nhau, tất cả các Đức Phật đều nhìn sự vật giống nhau. Nhưng mà các ngài đều sử dụng cái phương tiện tùy theo từng quốc độ một, tùy theo thời kỳ một, mà các ngài đều nói khác nhau hết. Đây là ở trên bước đường tu đó, tôi nghiệm được, tôi mới thấy. Thì bây giờ đó, cái khi mà đem cái Kinh Dược Sư ra để chúng ta học và chúng ta hiểu, thì cái việc đầu tiên này là gì? Đối với tôi đó, thì cái trường hợp này gọi là 12 nguyện của Phật Dược Sư, 12 nguyện của Bồ Tát Quan Âm, 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì đây đó, nguyện và lập hạnh để thực tập. Mà nếu người thực tập cái hạnh của Dược Sư, thực tập cái hạnh của Phổ Hiền, thực tập cái hạnh của Quan Âm, thì như vậy có trái với Phật giáo Nguyên Thủy ta không? Nếu người tu hành mà không có một cái tâm như là hạnh của Phật Dược Sư, như là hạnh của Bồ Tát Quan Âm, hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thì tôi tin chắc rằng không ai theo chúng ta. Đây là sự thật. Thì bây giờ nếu mà ta nhìn về Kinh Dược Sư đó, ta thấy đầu tiên Đức Phật Thích Ca bảo rằng Phật Dược Sư phát ra 12 lời nguyện. Nên là phát ra lời nguyện 12 lời nguyện. Nhưng mà ta coi 12 lời nguyện này đó, nó có thích hợp với cái xã hội chúng ta sống không? Nó có giống với cái sự hành trì của Đức Phật Thích Ca không? Tại nên nếu giống thì chúng ta vẫn theo, ta tu chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất để chúng ta nhìn về giáo lý Đức Phật. Tại nên cái thứ nhất là gì? Bảo là Phật Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo đó, phát 12 lời nguyện. Lời thứ nhất là Ngài nguyện: hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ, rời biển trần khổ vào chốn Niết Bàn. Nguyện như thế, mục tiêu như thế, nó có trái với cuộc sống đó. Tại vì sự thật á, bây giờ chúng ta bị vô minh ngăn che, cho nên cái tầm nhìn chúng ta quá giới hạn đi. Ta nói tầm nhìn chúng ta quá giới hạn, cho nên cái thấy chúng ta đó, phần lớn sai lầm, hành động chúng ta sai lầm. Ta hiện hữu ở đâu nữa, ta không được mọi người chấp nhận. Cái này là sự thật chứ. Cho nên ai có hành Bồ Tát Đạo thì dễ nhận cái này ra lắm. Ta muốn làm cái này, ta muốn làm kia, ta muốn làm cái nọ, ta muốn làm tất cả những cái việc tốt này, nhưng mà ta làm không được là vì trí tuệ chúng ta còn giới hạn. Cho nên cái hào quang của Đức Phật đây đó là tiêu biểu cho trí tuệ đấy. Tại vì trí tuệ còn giới hạn, cho nên đó, nỗ lực phấn đấu làm sao mà tăng cái trí tuệ chúng ta lên, để chúng ta có cái nhìn sáng khắp tất cả mọi nơi. Ta nên nhìn sáng chúng ta khắp hết mọi nơi, ta biết được tận cùng của các pháp, bảo là thấy như thật rồi. Thì lúc bây giờ đó, cái thấy đúng, thấy như thật của chúng ta, thì khi mà chúng ta tới với chúng sanh, có nghĩa là hào quang ta tới chỗ nào. Tức là hào quang chúng ta tới chỗ nào, thì lúc bây giờ dùng ngay cái trí phương tiện gọi là hào quang đó, tức là trí tuệ đó, mà hướng dẫn cho chúng sanh chỗ đó. Cho nên chúng sanh chỗ đó thấy ánh quang của chúng ta, hay là chúng sanh ở đó mà nghe theo lời chỉ dạy của chúng ta, áp dụng theo lời dạy của chúng ta, thì lúc bây giờ thân tâm họ được thanh tịnh. Cho nên nó trở lại chỗ này đó là thân tâm thanh tịnh. Cho nên nếu mà những người chấp pháp, chúng ta đem giáo pháp của Phật chúng ta ra giảng dạy cho mọi người mà không làm cho người khác thân tâm thanh tịnh, thì như vậy người tu theo Đại Thừa ta gọi đây là phá pháp. Cho nên Đức Phật dạy có vô số phương tiện, dùng cái pháp phương tiện mà làm cho chúng sanh được thân tâm thanh tịnh này. Nên thân tâm thanh tịnh là cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Đầu tiên mấy thầy tu hành phải làm cho mình thân tâm thanh tịnh trước, rồi đó làm cho mọi người được thanh tịnh thân tâm của họ. Ta đã thân tâm thanh tịnh rồi, tiến thêm bước đó là gì? Họ trở thành con người tốt ở trong xã hội, gọi là đủ tướng trượng phu. Ta đã con người, nhưng mà người hèn hạ, người tiểu nhân, người ăn hại, phải không? Ta biến họ trở thành ra con người trượng phu thực. Con người trượng phu, tức là con người sống mà có ích cho cuộc đời này, có ích cho xã hội này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật làm vị đại đạo sư. Ngài dạy chúng ta, Ngài chuyển hóa chúng ta để trở thành ra những con người trượng phu. Ta nên những con người tốt, những con người mà bất cứ xã hội nào cũng cần hết. Đó là mục tiêu của Đạo Phật. Chứ Đạo Phật chúng ta không đào tạo nên những người ăn hại. Không đào tạo nên những người ăn hại. Đây là điều quan trọng nhất. Mà đào tạo nên những con người trượng phu. Mà những người trượng phu này họ làm gì? Siêng tu Bồ Tát Đạo. Họ siêng tu Bồ Tát Đạo là cái này chính. Mà Bồ Tát Đạo của họ tức là làm lợi ích cho cuộc đời. Bồ Tát Đạo cái chủ yếu của nó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định trí tuệ. Tại họ siêng tu cái này để họ rời được cái biển khổ trần gian này. Họ đem mọi người ra cái chỗ an vui Niết Bàn, phải không? Đây là một lời nguyện của Đức Phật. Nếu mà chúng ta đọc cái lời nguyện này của Phật Dược Sư, chúng ta thấy cái lời nguyện này nó có giống với Đức Phật chúng ta không? Mà có phải là mục tiêu chúng ta không? Cho nên khi tụng Kinh Dược Sư tôi đã nghĩ ngay tới cái này. Đây là mục tiêu của chúng ta. Phấn đấu làm sao cho thân tâm ta thanh tịnh, làm sao cho thân tâm những người mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta quen biết được thanh tịnh, làm cho tất cả mọi người đủ tướng trượng phu, làm cho tất cả mọi người rời biển sanh tử mà được an vui Niết Bàn. Đây là cái mục tiêu của chúng ta phấn đấu. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, khi nghiên cứu kỹ về giáo pháp của Đức Phật, tôi nói kinh nào của Đức Phật cũng nhằm xây dựng cho chúng ta trở thành con người tốt thực. Cho nên tôi mong tất cả tăng ni chúng ta đây có cái điều kiện chúng ta học từ Kinh Nguyên Thủy cho đến Kinh Đại Thừa. Sau này có điều kiện thì chúng ta lại học thêm Kim Cương Thừa, để rồi chúng ta tổng hợp lại mà chúng ta có cái nhìn thông suốt. Cái nhìn thông suốt của Đạo Phật chúng ta qua lời dạy của Đức Phật, qua một cái dòng truyền thừa lịch sử dài lâu của chúng ta, thì làm được như vậy đó thì chúng ta mới có thể làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Cầu Phật gia hộ cho tất cả tăng ni chúng ta trong khóa 11 này luôn được an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.